ra mình cũng cập nhật tại cửa hàng xe mới luôn nha các bạn. Đây, hôm nay em thấy có Vision thì rất là dày, được mấy chiếc đó. Thì cũng mới xuống xe thì mình sẽ quay cập nhật báo giá Vision là bản cao cấp nha các bạn. Rồi, tại mình đang đứng cửa hàng là cửa hàng xe máy Hồng Phát nha, hệ thống xe máy nhập khẩu Hồng Phát. Và đối diện cái cửa hàng xe máy Hồng Phát đó là bưu điện, đó là bến xe Phú Chánh nha. Xe buýt đậu trong đó là bến xe Phú Chánh đó. Nếu mà các bạn mà ở xa mà không biết tới cửa hàng thì bấm là bến xe Phú Chánh là sẽ ra nha. Giờ mình đầu tiên mình vô thì sẽ mình nhờ cửa hàng hôm nay về rất là nhiều dòng xe luôn, có Novis còn đó rất là nhiều màu. Rồi giờ mình sẽ cập nhật báo giá xe cho các bạn xem nha. Rồi em chào anh Tấn nha. Rồi em chào anh. Chào chị. Dạ. Thì trước tiên mình quay báo giá xe thì anh nói lại về cửa hàng của mình, về địa chỉ ở đâu và cách thức trả góp như thế nào mà để các bạn biết mà mua xe về cửa hàng bên mình á. Cửa hàng mình á thì nằm ở ngay đối diện bến xe Phú Chánh, ở khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng xe máy Hồng Phát hả chị? Dạ. Dạ. Và đối diện với cái cửa hàng xe máy Hồng Phát này là bưu điện Phú Chánh. Đối diện bến xe Phú Chánh. Dạ. Dạ. Nếu mà trả góp tại cửa hàng thì hôm nay mình cần giấy tờ gì em? Tất cả cô chú anh chị và các bạn mua xe thì trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân thôi chị. Dạ. Chứng minh nhân dân thôi là bên cửa hàng hỗ trợ mình mua xe trả góp được rồi. Dạ. Còn trả trước thì tùy theo dòng xe thôi. Dạ. Tức là cái anh chị mà mua cái dòng xe nào mà dưới 50 triệu thì anh chị cô chú và các bạn không cần phải trả trước cho bên cửa hàng cũng được. Dạ. Còn những cái dòng nào mà trên 50 triệu thì cũng tùy theo dòng, chẳng hạn như là Sachia hay là Raider hay là Sonic gì đó thì trả trước từ 3 đến 5 triệu. Dạ. Còn ví dụ như Accenter 150 hay là 155 gì thì trả trước cũng được mà không trả trước cũng được, tùy theo khả năng của mình. Dạ. Dạ. Thì nếu mà các bạn mà ví dụ như rơi vào nợ xấu thì có cửa hàng mình có góp được không ạ? Tỷ lệ nợ xấu là bên cửa hàng em họ chỉ hỗ trợ được 50-50 thôi. Dạ. Tất cả các anh chị các bạn nào mà có bị nợ xấu rồi thì mua xe phải trả trước từ 30% trở lên thì cái tỷ lệ đậu mới cao được chị ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Nếu mà các bạn mà ví dụ như dịch như thế này thì mình không tới cửa hàng của mình được thì cửa hàng của mình có góp online không anh? Dạ có chị, có làm hồ sơ online. Dạ. Làm hồ sơ online cho cô chú anh chị nào mà có nhu cầu á. Dạ. Thì làm hồ sơ online, nếu mà hồ sơ được duyệt á thì cô chú anh chị ra cửa hàng ký hồ sơ rồi nhận xe thôi. Dạ. Dạ. Rồi giờ mình bắt đầu quay xe từ dòng xe nào trước đi anh? Thì cứ từ ngoài quay vô đi, cho cô chú anh chị nào có nhu cầu á thì tham khảo về màu xe, rồi em báo giá xe thêm cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo thêm. Dạ, đầu tiên này là con xe Tay Ga 50 màu cam. Xe này là xe 50 phân khối. Dạ. Học sinh hay đi hay là cô nào á đi chợ đồ cũng được. Dạ. Xe này nhìn nó nhỏ gọn mà tiết kiệm xăng nữa anh. Dạ đúng rồi, xe Tay Ga mà xe 50 thì tiết kiệm xăng. Dạ. Xe này là bao nhiêu anh? Xe này bên cửa hàng em bán là 22 triệu á chị. Dạ 22 triệu. Dạ. Dạ. Giá xe mình báo đã bao gồm VAT rồi không anh? Dạ đúng rồi, xong xuôi VAT, chỉ chưa ra biển số thôi nha. Dạ. Tại vì biển số thì mỗi một nơi mỗi một khác nhau. Dạ. Tức là cô chú anh chị thì tùy theo cái địa phương mình ở nên tạm thời thì bên em không có báo biển số, tại vì dạ, biển số thì nó lại khác nhau. Dạ. Đấy, nên em chỉ báo cái giá xe không đã bao gồm đầy đủ thuế phí hết. Đấy, chỉ chưa ra biển số ở nơi của cô chú anh chị thôi. Dạ. Dạ. Rồi qua đây là dòng Merkin. Dạ. Mà trên này là mình cũng sơn 3D rồi không anh? Dạ đúng rồi, bản này là bản bên cửa hàng em độ sơn 3D. Nếu mà màu rin của mình là bao nhiêu anh? Dạ cửa hàng xe mở kinh thì 45 triệu 900 á chị. 45 triệu 900. Dạ. Còn sơn 3D như thế này nữa là mình thêm bao nhiêu anh? Sơn 3D với bên em đổi màu trên cà vẹt luôn á là thêm 2 triệu nữa chị. Dạ 2 triệu. Dạ đúng rồi. Dạ đối với màu sơn như thế này thì mình có bảo hành gì không anh? Dạ cái màu sơn này riêng tất cả các dòng xe 3D, ví dụ như Vario hay là Sonic, Sachia hay là mở kinh hệ Center gì đó. Nếu mà cô chú anh chị mua xe sơn 3D thì bên cửa hàng em bảo hành bong chóc 6 tháng á chị. Dạ. Tức là trong 6 tháng mà thí dụ như do lỗi sơn nó bị bong chóc hay sao là cứ mang xe ra bên cửa hàng em đổi cho mình. Dạ. Nên cứ yên tâm về chất lượng của sơn xe 3D. Dạ. Dạ. Còn qua dòng bên đây là dòng Accenter này, bản cũng giới hạn luôn. Dạ đúng rồi, Accenter 150 bản giới hạn. Dạ, màu giới hạn này như thế này là mình bao nhiêu anh? Màu giới hạn này cửa hàng bên em 46 năm. 46 năm. Dạ. Dạ. Còn màu thường á là 45.
Dạ. 45 triệu so với mắc hơn 1 triệu rưỡi so với cái phiên bản giới hạn thôi. Dạ, đối với E150 hoặc Merchant như thế này mình mua góp mình được trước là bao nhiêu anh? Nếu mà cô chú anh chị mà mình có tiền thì mình đưa trước 5, 7 triệu, 10 triệu bao nhiêu thì tùy mình thôi chị. Dạ. Còn thí dụ như mà trường hợp mà các bạn nào muốn mua xe mà để cho bên cửa hàng mà làm kịp Tết á thì dạ, cô chú anh chị mà chưa đủ tiền thì bên em hỗ trợ mình không cần trả trước cũng được. Dạ. Tất cả các cô chú anh chị giờ nếu mà quan tâm tới dòng xe nào thì liên hệ với cửa hàng để cửa hàng hỗ trợ cho mình để mình mua được xe sớm. Biết chi không chị? Tại bây giờ cũng tức là Tết sắp đến á, mà một số tỉnh miền Tây đang dịch nhiều quá chị, nên thành ra là làm biển số chậm hơn mỗi lần. Nên thành ra mua xe sớm là bên cửa hàng em hỗ trợ biển số với lại là cà vẹt có sớm để mình đi Tết á. Chứ để mình mua trễ quá cái lại làm không kịp. Không kịp rồi. Cô chú anh chị thì anh chị lại gầy nữa. Dạ. Mình phải làm sớm. Còn bên đây là dòng Merchant. Dạ. Này cũng sơn 3D rồi không anh? Cái này là bên cửa hàng em cũng độ sơn rồi. Dạ. Dạ, độ sơn. Sơn 3D là mình thêm 2 triệu nha. Dạ đúng rồi, quay màu cho cô chú anh chị. Đối với những dòng này mình muốn mà lấy cà vẹt gốc mà mình muốn đi chơi Tết nữa như thế này nữa, mình đưa trước là bao nhiêu anh? 30% trở lên chị ạ. Dạ. Tất cả các dòng xe luôn. Tất cả các dòng xe có bên trong cửa hàng em mà cô chú anh chị nào mà mua xe trả góp mà cần lấy luôn cà vẹt gốc thì trả cho bên cửa hàng em từ 30% trở lên. Dạ. Là mình lấy cà vẹt gốc được dạ, không rồi. Anh? Dạ đúng rồi. Còn qua bên đây là cũng dòng là Vision luôn. Dạ. Vision đây là bản cá tính, bản mắc nhất của Vision này là bao dạ, nhiêu đúng anh? Rồi. Cái bản này hiện tại bên cửa hàng em là 39 triệu á chị. 39 triệu. Dạ đúng rồi. Bản này là mình mua mình có cần đưa trước không anh? Cái này mình đưa trước cũng được, không đưa trước cũng được chị. Dạ. Dạ. Nếu mình đưa trước thì tiền góp của mình lãi là thấp hơn không anh? Dạ đúng rồi, mình vay ít hơn thì số tiền góp hàng tháng nó ít hơn và lãi nó thấp hơn. Dạ. Dạ. Riêng cái xe Vision phiên bản cá tính này thì cái bánh nó to hơn so với phiên bản cao cấp với phiên bản đặc biệt. Dạ. Cái bánh nó to hơn. Dạ. Nó to hơn gần giống như SH-MO luôn á chị. Dạ. Con heo nó màu đỏ. Dạ. Heo dầu màu đỏ, tem nó màu đỏ. Dạ. Cái mâm nó cũng khác hơn, nó to hơn, nó giống như mâm SH-MO. Còn nếu mà bản tiêu chuẩn, bản chìa khóa nó bao nhiêu anh? Tiêu chuẩn chìa khóa là bên cửa hàng em 33 triệu 500. 33 năm. Dạ. Còn bản cao cấp như thế này? Bản cao cấp như này thì 35 triệu 500 chị. 35 triệu 500. Dạ, màu phiên bản cao cấp thì nó có 3 màu, màu đỏ, màu trắng với màu xanh. Dạ. Đấy. Cho cô chú anh chị tham khảo. Còn bản đặc biệt là bao nhiêu anh? Bản đặc biệt thì nó mắc hơn 1 triệu chị, là 36 triệu 500. Dạ. Bản đặc biệt thì nó chỉ có 2 màu, màu đen với màu xanh thôi. Dạ. Đấy, là riêng dòng xe Vision. Xe Vision này thì tất cả các bạn nữ nào mà sinh năm 2003 chị là bên em hỗ trợ mua trả góp được rồi, chỉ cần căn cước công dân mới thôi. Đấy. Dạ, 2003 là đủ 18 tuổi rồi, dạ, là mình trả góp được đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. 2003 là mình trả góp được. Với lại là thí dụ như mà cô chú anh chị nào mà từ 20 tuổi trở lên một xíu á, tức là mua xe mà thí dụ như không cần làm phiền tới gia đình á chị, tức là không muốn cho gia đình biết hay là vì lý do nào tế nhị á, mình không muốn cho gia đình biết á, thì bên cửa hàng em hỗ trợ tuyệt đối là ngân hàng sẽ không gọi điện thoại thẩm định người thân. Dạ. Mà cũng không gọi cho khách hàng luôn. Đấy. Không gọi điện người thân luôn nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Nên bây giờ cũng dễ vậy. Dạ. Rồi qua bên đây là dòng E155 mà màu này là màu vàng xám. Này là bao nhiêu anh? Cái E155 này bên cửa hàng em là 48 triệu chị. 48 triệu. Dạ. Cái này là xài bằng xì mắc cây nha. Dạ, khóa xe mắc cây luôn. Dạ đúng rồi. Nếu mà cô chú anh chị mà mua phiên bản xài bằng chìa khóa thì rẻ hơn 3 triệu là 45 triệu á. Dạ. Dạ. Rồi, còn bên đây là 150 mà màu cũng là màu giới hạn. Và cửa hàng của mình có lên đồ phụ kiện đồ chơi rồi dạ, đúng không rồi. Anh? Dạ đúng rồi. Có lên bao tay, tay thắng, lên phuộc. Rồi lên nắp chăn chống đổ luôn nha. Nói chung là cái xe này bên cửa hàng độ từ A đến Z hết rồi. Dạ. Cái này thì chắc nghiêng về mấy bạn trẻ trẻ một xíu, mấy bạn ưng mấy bạn mua nguyên cái xe này về là không cần phải độ gì nữa cả. Bên cửa hàng em độ hết rồi. Thì các bạn nếu mà ưng thì liên hệ với số điện thoại mình để trong màn hình nha. Dạ. Để tư vấn về phần trả trước hay là thủ tục gì cho các bạn ưng dòng xe nào thì các bạn cứ gọi điện cho cửa hàng. Rồi nhân viên tư vấn cho mình, thậm chí là tư vấn số tiền góp hàng tháng cho mình luôn cũng được. Dạ. Đấy, rồi với lại là thủ tục giấy tờ như thế nào, trả trước ra làm sao. Nếu mà anh chị cô chú nào mà nhu cầu mua sớm để mình lấy biển số được trước Tết thì mình cứ liên hệ với cửa hàng để cửa hàng hỗ trợ cho mình. Dạ. Còn bên đây là màu đỏ nhám. Đó, thì anh cũng tấn cũng ra báo giá là rồi. Adventure 155 thì trừ phiên bản giới hạn ra là tất cả các màu bằng giá nhau. Dạ. Dạ. Còn bên đây là 150 thì anh tấn cũng đã báo giá rồi. Nếu các bạn ơn thì liên hệ với số điện thoại để trong màn hình nha. Đó.
Còn bên đây là màu 155 mà bản kỷ niệm 60 năm này không anh? Cái này là kỷ niệm 60 năm á chị. Dạ. Màu này là bao nhiêu anh? Cái màu này với lại là màu monitor bên đây là phiên bản giới hạn. Tất cả các màu phiên bản giới hạn của Accenter 155 luôn á. Dạ. Là bên cửa hàng em 49.500. 49.500. Dạ, là tất cả các màu về giới hạn luôn nha. Chẳng hạn như là dạ, màu monitor này nó cũng bằng giá nhau hết. Là 49.500. Dạ đúng rồi. Nếu mà mua góp thì mình đưa trước 3-5 triệu là góp được rồi không anh? Nếu mà dòng Accenter 155 này mà các bạn mua màu giới hạn á thì các bạn gửi trước bên cửa hàng từ 3-5 triệu. Dạ. Đấy là các bạn sở hữu xe rồi. Đấy các bạn mà bạn nam nào mà sinh năm từ 2003 trở lên là bên cửa hàng em cũng hỗ trợ mình mua xe trả góp được. Dạ, mình đấy, mua góp chỉ cần giấy chứng minh là mình mua dạ, được rồi không anh? Dạ đúng rồi. Nếu mà sinh năm 2003 chị thì thủ tục nếu mà các bạn đã có căn cước công dân có gắn chip rồi thì chỉ cần một công dân chứng minh công dân mới có gắn chip. Dạ. Còn nếu mà chứng minh nhân dân thì bắt buộc phải kèm theo hộ khẩu chị ạ. Nếu dạ, mà sinh năm 2003 nha. Dạ, là đủ 18 dạ, tuổi không dạ, anh? Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ. Còn bên đây là màu xanh GB. Dạ. Màu cái xanh này, GB thì là bao nhiêu anh? Cái này thì 47.500 á chị. 475 luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, còn qua bên đây là dòng GX bản R. GX bản R này hai cái xe này có màu xanh và một con một đỏ đen. Dạ, màu có xanh, phanh màu ABS đen luôn. Dạ, cái này là ABS hai kinh luôn. Dạ. ABS đánh trước, ABS đánh sau luôn. Dạ, đối với dòng này là bao nhiêu anh? Bên cửa hàng em cái dòng này á là 68.900 chị. 68.900. Dạ. Còn nếu mà mua dòng này mình đưa trước là bao nhiêu anh? À, cái dòng này thì mình đưa trước phải cho bên em từ 5 triệu trở lên nha. 5 triệu, 10 triệu gì tùy mình nhưng mà thấp nhất là phải 5 triệu nha. 5 triệu. Dạ. À. Tại dòng này ngân hàng hỗ trợ mình vay cũng cao. Nên thành ra mình nhưng mà cao mấy thì cũng không có đủ cái phần trăm của ngân hàng á nên mình phải trả trước một phần. Dạ. Dạ. Rồi. Còn qua bên đây là nếu mà có mình có phanh ABS, còn nếu không có ABS có không mình? Hiện tại bên cửa hàng em đang chưa về phanh CBS, bên cửa hàng em còn mấy cái ABS không thôi chị. Dạ. Dạ. Còn bên đây là dòng MX. MX dạ, này là nhập của Thái không anh? Dạ đúng rồi, MX này là nhập khẩu nguyên xe từ Thái Lan á chị. Dạ. Cái dòng này là nói chung là động cơ chỉ có 125 thôi, nhưng mà nhìn rất là da ga dáng thể thao. Dạ. Cái màu này cái luôn, xe này dòng này thì cũng rất là nhiều các bạn nam ưa chuộng này, với lại những các bạn nữ mà hơi cá tính một xíu á chị. Rồi anh. Dạ. Nhỏ nhỏ con lên xe đi, rất là đẹp luôn. Hơi lùng lùng. Đi cái xe này rất chi là đẹp. Dạ, dòng MX này là bao nhiêu anh? Dạ, giá xe MX bên cửa hàng em hiện tại là 52.900 á chị. 52.900. Riêng cái dòng này nếu mà anh chị hay là các bạn mua thì không cần trả trước cho bên cửa hàng em cũng được. Dạ. Đấy. Dạ. Không cần trả trước luôn. Dạ. Dạ. Còn mình muốn trả trước bao nhiêu thì tùy mình thôi. Còn em đang nói là những cái bạn nào mà không có tiền trả trước thì những cái dòng này bên cửa hàng mình các bạn mua không cần phải trả trước cũng được. Dạ. Dạ, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân có gắn chip mới thôi. Dạ. Dạ. Ở qua đây là dòng mô tô luôn. Dạ, mấy cái này thì R15V3. R15V3. Màu đen nhám hoặc màu xanh GB. Dạ. R15V3 là bao nhiêu anh? Cái xe này hai màu này á thì nếu mà anh chị mà mua xe màu xanh á thì bên cửa hàng em á là 70.500.000. 70.500. Còn nếu mình mua màu đen là 71.500 chị. Dạ. Dạ. Rồi với dòng này mình mua mình đưa trước có bao nhiêu anh? Dạ mấy cái dòng riêng cái dòng G15 á thì mình đưa trước bên em từ 7-10 triệu. 7-10 dạ, triệu. Dạ, mang theo căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Dạ. Đấy. Còn anh chị các bạn ơi mới là đưa nhiều bao nhiêu là tùy mình, 15, dạ, 20 triệu, 30 triệu là tùy mình. Còn thấp nhất phải từ 10 triệu, từ 7-10 triệu là ok. Dạ. Dạ. Rồi còn qua đây là CBR 150. CBR này là mẫu mới của Honda nha. Dạ, dạ em cũng nhập xe quyết liệt lắm mới được được dạ, mấy cái mẫu này á. Dạ, màu nhìn rất là đẹp luôn anh. Dạ. Nhìn nó thiết kế nhìn ra hầm hố. Nói chung là theo em nghĩ thì cái mẫu này thì so với G15 thì cái mẫu CBR này là lợi thế hơn là nó có thắng ABS. Đấy. Dạ, có thắng ABS. Dạ, dạ đúng rồi, luôn, thắng ABS. Đấy, có thắng ABS trước sau. Dạ, ABS không, này là cả hai kinh luôn. Đấy. Dạ. Nhưng mà luôn, cái CBR này thì động cơ là động cơ 150. Dạ. Nhưng mà G15 lại động cơ 155. Nhưng mà bù đi thì bù lại thì cái CBR này có thắng ABS, còn G15 thì không có thắng ABS. Dạ. Đấy. Dạ. Còn dòng này là bao nhiêu anh? Cái dòng này bên cửa hàng em bán là 78 triệu chị. 78 triệu. Dạ. Các anh thì mua xe này thì phải nếu mà mua trả góp thì bên cửa hàng em là hỗ trợ trả trước 10 triệu là mình lấy xe ngay thôi. Dạ. Đấy, dạ dòng CBR mới.
78 triệu nha. Dạ. Cái này là 78 triệu. Dạ. 78 triệu à, nó không có cao hơn G15 bao nhiêu cả, nhưng dạ, mà về máy thì ok hơn, tại vì cái xe này là bên cửa hàng cũng nhập khẩu. Bên Honda Việt Nam cũng nhập khẩu, cái xe này là nguyên xe từ Indo nha, chứ không phải là của Việt Nam lắp ráp đâu. Dạ. Cái này là mình cũng được bảo hành ở trên toàn quốc hả chị? Dạ, bảo hành luôn. Dạ. Mấy cái MXX này là cũng nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng mà do Honda Việt Nam nhập khẩu nên dạ, anh chị mua thì cũng được bảo hành trên toàn quốc, nên cứ yên tâm luôn á. Rồi, còn qua đây là dòng TFX. Dạ. TFX này là bao nhiêu anh? TFX thì bên cửa hàng em hiện tại là 59 triệu. 59 triệu dạ, dòng TFX. Nên mua trả trước là bao nhiêu anh? À, cái TFX này thì anh chị trả từ 5 triệu cho em là được rồi chị. Dạ, 5 triệu thôi. Dạ đúng rồi. 5 triệu. Còn bên đây là Bandit anh. Dòng Bandit. Bandit bên cửa hàng em là 53 triệu 900. 53 triệu 900 nha. Chạy cũng êm, rất là nhiều ngồi cô thoải chú mái thích hơn. Này. Dạ đúng rồi. Dạ, nó ngồi thoải mái hơn cái dòng bản S. Thiết kế yên rồi ngồi nó rất là thoải mái luôn. Bình xăng thì to, mình đổ một bình xăng là coi như đây là về miền Tây muốn đủ luôn ấy. Dạ, bình xăng nó rất là bự. Rồi, còn bên đây là MT15. MT15 này thì về động cơ thì bằng nhau với lại G15. Đấy. Bằng nhưng nhau mà, luôn ha. Dạ, đúng rồi, nhưng mà cái thiết kế nó thể thao hơn rất chi là nhiều chị, nó ra dạ, cái dáng mô tô. Cái bản này là bản nét, còn kia nói chung cô chú anh chị nào mà G15 này thì quá thân thuộc rồi, chứ cũng dạ, không có xa lạ gì đâu. À. Còn trước là con Jupiter luôn anh. Con đó Jupiter. Là Jupiter xe số. Jupiter là bao nhiêu anh? Con Jupiter bao nhiêu anh? Xe Jupiter bên cửa hàng em là 27 triệu 900 á chị. Những cái dòng này thì anh chị cứ không cần quan tâm đâu. Cái dòng này là không có quan tâm gì, vấn đề trả trước. Cái này là mình không cần trả trước, bên cửa hàng em cũng được. Chứng dạ, minh dân là mình lấy xe thôi. Dạ, chỉ cần giấy chứng minh thôi là mình mua góp được rồi nha. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là quay RX. Quay RX. Bánh năm thắng đĩa luôn dạ, anh. Quay RX thì bên em thì cũng có nhiều loại, nhưng mà nếu mà cô chú anh chị mà mua cái xe GTS mà bên em bánh chỉ thắng đùm á thì 22 triệu á chị. 22 triệu. Dạ đúng rồi. Còn cái bánh mâm thắng đĩa này là 25 triệu. Dạ, 25 triệu. Dạ. Đối với dòng quay GTS mình mua có cần trả trước không anh? Dạ không, mấy cái dòng này không cần trả trước đâu chị. Còn anh chị cô chú nào mà cô chú anh chị nào mà muốn trả trước thì trả trước. Còn dạ, những cái dòng này Sirius hay là Alpha hay là Janus đâu này, dạ, mấy cái dòng này thì không cần phải trả trước cho bên cửa hàng em thôi. Dạ. Rồi bên đây là dòng GTR. Dạ. Indo này gọi là Indo nhập, Indo đó nha. Dạ, cái này là nhập khẩu nguyên từ Indo. Xe này bên cửa hàng em 52 triệu 900 á. 52 triệu 900. Dạ. Cái dòng GTG hay là dòng Winner, Sachia gì hay là cô chú anh chị mua dòng AB hay Vario gì đó mà bên em sẽ cam kết không gọi điện cho người thân nếu mình mua xe trả góp. Dạ. Đấy, là nó đỡ hơn cái vấn đề rườm rà về cái thủ tục á chị. Dạ. Đấy, mình chỉ cần vô ngân hàng tính hồ sơ ok là bên em làm hồ sơ luôn. Không có gọi điện cho người thân mà cũng không gọi điện cho khách hàng. Dạ, rất nên okay mình cứ luôn, yên tâm. Dạ. Dạ. Rồi còn Sirius. Sirius trợ chơi này là cửa hàng của mình có lên đồ chơi rồi đó không anh? Dạ đúng rồi. Cái này bên em lên mâm, lên phuộc rồi hết. Dạ, lên mâm rồi lên phuộc. Dạ. Nếu mà các bạn ưng thì liên hệ về số điện thoại mình để trong màn hình nha. Dạ. Có vô cặp mâm Xmod rồi luôn. Mình cứ tranh thủ để bên cửa hàng làm kịp giấy tờ biển số cho mình đi trong Tết. Dạ. Hiện tại cửa hàng giờ của mình cũng rất là đông khách luôn. Dạ đúng rồi. Bên cửa hàng ngày nào cũng rất là đông khách hàng. Dạ. Thứ nhất là khách hàng cũng tranh thủ á chị. Dạ. Tranh thủ mua xe để như em nói đó. Thứ nhất là làm kịp biển số giấy tờ trong Tết cho khách, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Dạ. Dạ. Nên mọi người cũng tranh thủ, bên em làm cũng từ sớm tới giờ cũng vậy. Chưa giờ rất là đông luôn. Dạ. Còn dòng Janus anh là bao nhiêu anh? Janus thì bên em có hai dòng, một dòng nếu mà cô chú anh chị xài bằng chìa khóa thì bên cửa hàng em 27 triệu 500. 27 triệu 500. Dạ đúng rồi, nếu mà mình xài bằng xì mắc cây là 31 triệu 900 á chị. Dạ. Dạ. Bản này là bản giới hạn là bao nhiêu anh? Dạ, bản limited thì nó cũng bằng với bản xì mắc cây hết thôi chị. Dạ. Dạ. Còn dòng Alpha anh? Alpha thì bên em 19 triệu nhé. Dạ. Alpha thì cái dòng xe thông dụng nhất hồi xưa tới giờ. Dành cho các cô chú anh chị nào mà mình mua xe để làm phương tiện đi lại á. Rồi chị có 19 thôi ha. Dạ đúng rồi, 19 triệu. Dạ, Alpha chị có 19 triệu thôi. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng bên em đủ màu, màu đen nữa. Dạ. Đấy. Là đồng giá là 19 hết không anh? Dạ đúng rồi. Mấy cái dòng xe thông dụng này thì không có chênh lệch nhau về màu sơn đâu chị. Dạ. Dạ. Rồi qua bên đây là dòng Sonic luôn. Dạ. Dòng cái Sonic này là Sonic thì bên cửa hàng em cũng đủ màu luôn. Sonic. Sonic này là giá hiện tại là bao nhiêu anh? Sonic thì bên cửa hàng em tất cả các màu thì bằng giá nhau á chị.
là 54.900.000. 54.900.000. Dạ đúng rồi. Còn giống như màu trắng đỏ, màu đó là bao nhiêu anh? Màu này thì mắc hơn 1.000.000. Là bao nhiêu anh? Dạ là 55.900.000 chị. Dạ, là màu trắng đỏ 900. Này dạ. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn, nếu mà mình mua xe màu 3D á, tức là dạ, màu bên cửa hàng em sơn lại á, thì bên em sơn lại với đổi màu tên trên cà vẹt cho mình luôn á, là thêm 2.000.000 nữa nha. Dạ dạ, là đúng trong giống như cà vẹt luôn không anh? Dạ đúng rồi. Dạ đi thì không có sợ mấy anh giao thông dịnh vô đó, thì trùng cùng màu rồi, sơn 3D rồi. Giá xe thì mình cũng báo rồi, sơn 3D dạ, như thế này nữa mình thêm 2.000.000 nha. Còn mệt ít hồi nãy anh cũng báo giá rồi. Mệt ít anh báo giá lại là bao nhiêu anh? 50 mấy anh. Mệt ít này là 52.900.000. 52.900.000 dạ. Cái này thì các bạn nam nữ nào mà thích á, thì cứ liên hệ với cửa hàng làm hồ sơ cho. Dạ. Cái này 2003, các bạn 2003, các bạn có chứng minh nhân dân là hỗ trợ được rồi, đâu cần phải trả trước đâu. Dạ. Mệt ít. Cái mệt ít này rất là xinh luôn. Còn bên đây cũng là sân 3D hết rồi. Dạ. Thì các bạn ưng liên hệ số điện thoại cho màn hình nha. Sonic này thì bên cửa hàng cũng đủ màu luôn, không thiếu màu gì cho cô chú anh chị các bạn dạ, lựa chọn. Nếu mà các bạn không ưng những màu này mà các bạn ra da màu thì cửa hàng của mình theo có dạ, sơn có theo chị, yêu cầu không anh? Dạ có sale yêu cầu. Dạ. Đây cũng có rất nhiều bạn đi ra ngoài á, mình thấy bạn bè hay người thân gì chạy cái xe mà màu nào mình ưng cái chụp lại ra hỏi anh ơi có màu này không? Thì cửa hàng có thì bán luôn, còn dạ, không có thì đặt sơn là bên cửa hàng em sơn 4 ngày là có rồi chị. Dạ. Dạ. Sơn thì theo cầu cũng đồng giá là 2.000.000 luôn không anh? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Sơn đó là sơn theo cái màu theo ý của mình luôn. Dạ. Đấy. Còn bên đây là cũng dòng GTR cũng sơn 3D. GTR này bên cửa hàng em cũng sơn 3D nè. Mà dạ, cái màu này độ màu rất chi là đẹp, màu vàng đen. Dạ. Còn bên đây là Accenter. Accenter MX King. Dạ. Màu xanh GB. Màu xanh GB và màu đỏ nhám. À, MX King này thì bên cửa hàng em còn màu xanh GB nha, còn Accenter thì bây giờ không ra màu xanh GB nữa rồi. Dạ. Accenter 150 bây giờ dần dần là bỏ mẫu rồi, sẽ chuyển qua 155 hết. Rồi. Còn bên đây là cũng màu skin, màu green luôn. Mấy cái màu này là màu green, màu green mà rất chi là đẹp luôn á. Dạ. Mấy cái dòng này thì đen. Dạ. Mấy cái dòng này thì cô chú và anh chị các bạn mua xe của bên cửa hàng em á thì mình chưa có tiền thì mình cũng không cần phải trả trước đâu chị. Mấy cái dòng này rất chi là dễ. Không đấy, cần trả trước luôn. Dạ, mình chỉ cần có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân thôi là mình sở hữu được rồi. Đấy. Đó. Còn cô chú anh chị nào mà không muốn làm phiền người thân thì bên em cam kết là làm hồ sơ sẽ không có gọi điện cho người thân đâu nha. Dạ. Đấy. Và cửa hàng của mình có tích hợp lên này là chống trộm luôn ha anh? Dạ đúng rồi chị. Nếu mà chống trộm như thế này nữa thì mình thêm bao nhiêu anh? Chống trộm này thì bên cửa hàng có chương trình khuyến mãi là cái chống trộm như đây thì bên cửa hàng là 2.000.000 đồng. 2.000.000. Dạ đúng rồi. Cái chống trộm này thì nó có chức năng này ngắt ngang nguồn IC. Đấy, chống dắt tắt máy được từ xa, tìm xe trong bãi đầy đủ hết luôn. Dạ. Cái này là bên cửa hàng bảo hành đổi mới 1 năm chị nha. Dạ. Ở trong trường hợp mà anh chị trong cái quá trình mình xài bị cái vấn đề bị lỗi là bên cửa hàng em đổi ngay cái mới chứ không có sửa đâu. Nên mình dạ, cứ yên tâm về chất lượng. Chống trộm cho chiếc xe của mình an toàn hơn nha. Dạ đúng rồi. Giờ dịch giả nó cũng nói chung dạ, là quá khó khăn nên đôi khi trộm rất chi là nhiều. Dạ. Nên cái tài sản của mình thì mình phải tự bảo vệ thôi. Con qua bên đây là dòng Satia hoặc Raider. Satia, Raider là bên em cũng có đủ. Dạ. Tại vì xe cũng đang để lộn xộn á chị. Dạ. Chỗ chật quá. Satia anh báo giá mà Satia màu Satia chính hãng là bao nhiêu anh? Satia chính hãng thì bên cửa hàng em là 52.900.000 chị. 52.900.000. Còn Satia tư nhân anh? Satia tư nhân là 54.900.000. Dạ. Còn màu sơn 3D như thế này mình cũng thêm 2.000.000 không dạ, anh? Dạ đúng rồi, tất cả các loại dòng xe sơn 3D đều thêm cho bên cửa hàng em 2.000.000 cả. Dạ. Đấy. Còn xe Raider thì bên cửa hàng em là 49.500.000. Dạ. Dạ. Đối với xe chui như thế này mình mua mình trả trước là bao nhiêu anh? Nếu mà Satia tư nhân á thì cô chú anh chị các bạn mua xe thì gửi trước bên cửa hàng em từ 3-5.000.000 dạ, là tối thiểu nhất. Đấy là chỉ cần chứng minh nhân dân thôi. Đấy, còn đây, số tiền góp hàng tháng thì bên cửa hàng sẽ với lại ngân hàng đó sẽ chia đều ra theo khả năng của mình góp. Mình góp 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000 gì tùy mình thôi. Dạ. Đấy, mình góp theo khả năng của mình nên rất chi là ok. Dạ. Đôi khi bây giờ mình bỏ ra 50-60.000.000 mình mua cái xe thì nó rất chi là ngán. Tại trong khi đó bây giờ cũng khó khăn. Nhưng mà hàng tháng mình góp một ít gì á là mình có được cái xe mình đi. Đấy. Dạ. Rồi. Bên đây là Satia cũng màu này là Satia tư nhân không anh? Dạ. Satia này là Satia tư nhân chị. Satia dạ, này cái màu này là bây giờ đang hiếm á.
Tại vì cái màu này là đang sắp ra màu mới nữa, bỏ mẫu rồi. Màu này màu bóng rất chi là đẹp. Dạ, mâm màu đỏ. Mâm đỏ. Còn này cũng sơn 3D và dạ, cửa hàng mình lên tem ha anh. Cái này là sơn 3D. Dạ. Cái mẫu này sơn 3D cũng rất chi là đẹp. Mẫu này là mẫu Rider. Dạ, Rider. Dạ. Rider này với giá là 49 mấy. Dạ, Rider thì màu riêng bên cửa hàng em 49.500 chị. Dạ, đối với dòng Rider mình có cần trả trước không anh? Dạ, nhưng Rider thì mình không cần trả trước cũng được chị. Dạ, không cần trả trước không, đối với dòng Rider. Dân. Các em nào mà sinh năm 2003, các em nam nào sinh năm 2003 thì mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ với cửa hàng hỗ trợ cho. Dạ. Mua những cái dòng này thì không cần trả trước cũng được. Đấy. Rồi còn bên này còn là Vision, bên này cũng sơn 3D và có lên phục luôn. Vision này sơn 3D, cái màu này màu mới rất chi là đẹp. Đấy. Màu này là cũng là sơn 3D không? Dạ đúng rồi chị, cái màu này màu sơn 3D. Cửa hàng màu này là màu cao cấp hả nha anh? Dạ, cái phiên bản cao cấp bên em sơn lên màu này. Dạ. Cái màu này thì nếu mà cô chú anh chị nào mà mua cái màu này thì trả trước cho bên cửa hàng em cũng được, trả trước cũng được mà không trả trước cũng được chị. Dạ. Mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân là ok rồi. Đấy. Còn bên đây là xin tên, cái màu này là màu giới hạn ha anh? 155. Dạ, cái này là màu giới hạn. Dạ. Giới hạn 155. Là báo giá là bao nhiêu? Cái xe này bên cửa hàng em là 49.500. 49 triệu 500. Màu xám xi măng này, dạ, màu này cũng rất chi là đẹp. Dạ, đúng và rồi. Đi cái tem màu cam, cái mâm màu cam luôn. Rồi, còn bên kia là 155. Rất chi là đẹp. 150, Điện Tân cũng đã báo giá rồi. Còn lên đây là dòng SH. Anh báo giá dòng SH 125 mà bản CBS. SH này thì bên cửa hàng em có 4 dòng, 4 giá luôn. Dạ. Đấy, 125 CBS á. Thì bên cửa hàng em hiện tại là 85 triệu. Đấy. 85. Cứ một, dạ đúng rồi, 125 CBS là 85 triệu, còn 125 ABS là mắc hơn 10 triệu. Dạ. Dạ. Còn 150 anh. 150 mà cửa hàng ABS thì đang 114 triệu. Dạ. Dạ, còn nếu mà mua CBS thì rẻ hơn 10 triệu. Dạ là 104 ha. Dạ dạ đúng rồi chị. Dạ, đối với những dòng SH 125 mình trả trước có bao nhiêu anh? Đối với dòng SH 125 mà CBS thì cô chú anh chị và các bạn mua phải trả trước cho bên cửa hàng em là 10 triệu. Dạ. Đấy. Còn từ 150 là trả trước cho bên cửa hàng em từ 15 đến 20 triệu chị. Dạ. Đấy. Rồi còn bên đây là dòng AB. Dạ, AB này cũng là 125. AB thì bên cửa hàng em có đủ màu với lại đủ phân khối luôn, 125 với 150. Dạ. AB 125 là bao nhiêu anh? AB 125 thì bên cửa hàng em hiện tại là 42 triệu 900 chị. 42 triệu 900. Dạ đúng rồi. Còn màu mà đen nhám mà đen nhám là phiên bản đặc biệt là mắc hơn 1 triệu là 43 triệu 900. Dạ, còn 150 AB 150 anh. AB 150 thì bên cửa hàng em hiện tại là 52 triệu chị. Dạ 52 triệu. AB 150 là có thắng ABS luôn nha. Dạ. Nên mình đi rất chi là an toàn. Còn mà bản đặc biệt có bao nhiêu anh? Bản đặc biệt là 53 triệu 500 chị. Dạ 53 triệu 500. Dạ. Còn chiếc lít anh? Chiếc lít là bao nhiêu anh? Chiếc ly thì bên cửa hàng em á là xe đó là 429 hả chị? Dạ 42 triệu 9. Dạ. Đối với đó mình đưa trước có bao nhiêu anh? Tất cả các dòng xe ly với xe AB 150 hoặc 125 luôn. Thì cô chú anh chị và các bạn mua xe thì không cần phải trả trước cho bên cửa hàng em cũng được. Hoặc là mình trả trước bao nhiêu thì tùy mình. Dạ. Đấy. Rồi kế tiếp là dòng Vario 125, Vario 150. Vario này là màu rất chi là đẹp luôn. Dạ. 150 cũng có, 125 cũng có. Màu này gọi là màu vàng chanh anh Tuấn. Dạ đúng rồi, màu này màu vàng chanh. Dạ, màu này em thấy màu này, là được. Nói chung là ban ngày ban đêm gì cũng nổi hết. Đúng rồi, nổi mà đẹp. Em thấy màu này đẹp mà. Dạ. Đấy. Anh báo giá mà Vario 125 mà màu riêng giống như này thì bao nhiêu anh? Cái như cái này là 42 triệu 900 này, cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Cái này là mẫu mới nha, mẫu 2022 luôn nha. Dạ. Đây 125, đây 125 luôn. Dạ, màu riêng hết. Dạ đúng rồi, màu riêng. Dạ. Ở trên gác em thì còn rất chi là nhiều màu, nhưng mà tại vì ở đây chỗ chật quá nên để một ít cho cô chú và anh chị các bạn xem mẫu với lại là em báo giá cho mình tham khảo thôi. Dạ. Dạ. Còn 150 mà màu riêng giống như màu đỏ nhám như thế này là bao nhiêu anh? 150 này thì 52 triệu 900 á chị. Dạ, 52 triệu 900. Màu riêng thì bằng giá nhau, bên em có màu vàng cát nữa kìa. Dạ, đấy, màu vàng rồi cát màu bạc nữa luôn. Dạ, đầy đủ. Dạ. À, Vario 125, 150 mình có cần trả trước không anh? Riêng cái dòng Vario 125 á, thì tất cả các màu cô chú và anh chị các bạn không phải cần phải trả trước cho bên cửa hàng em. Dạ. Về riêng về cái dòng Vario 150 thì cô chú anh chị và các bạn trả trước bên em từ 3 đến 5 triệu. Dạ. Là mình sở hữu được một cái xe Vario 150. Dạ, còn sơn qua đây là mình cũng tính thêm 2 đúng triệu rồi. Luôn. Như cái mấy cái màu này thì bên em độ sơn này thì cái màu này thì cô chú và anh các bạn ưng cái màu này
thì thêm 2 triệu. Dạ. Là bên em vừa đổi màu sơn trên cà vẹt với lại là vừa màu sơn tiền màu sơn luôn. Dạ. Đấy. Là hỗ trợ cho mình cái xe cái màu đẹp tuyệt vời thấy không? Lung linh luôn. Còn bên sau này là con màu đỏ candy mà có lên mũ nhộ màu đấy, trắng như thôi. Em báo giá cho mình tham khảo rồi đó thì nếu mà những cái màu này là màu 3D hết. Đấy, màu 3D này thì 2 triệu, còn mũ nữa làm thêm bao nhiêu anh Tấn? Cái nhựa trắng này thêm cho bên cửa hàng 1 triệu rưỡi chị. Nhựa trắng này là nhựa nguyên khối nha chị, chứ không phải là nhựa sơn nha. Dạ. Nên mình xài không có bạc màu hay là không có bị cái chi cả. Dạ. Trước có một số cửa hàng là lấy cái nhựa đen á chị, sơn lại cái màu trắng hay màu xanh hay màu hồng gì á. Dạ. Mình chạy thời gian nó bong hết à. Dạ, bong ra thành màu đen luôn. Còn cửa hàng em là nhựa thật, nhựa nguyên khối. Dạ. Cái dòng Vario này á thì nói thật á là nó phải nói là rất chi là quen thuộc với cô chú và anh chị các bạn. Dạ, ra đường thấy chạy Vario rất là nhiều luôn. Rất là nhiều, tại vì dòng xe này thứ nhất á là Honda. Honda mà nhập khẩu nguyên từ Indo nữa mà dòng xe này rất chi là mạnh. Dạ. Mạnh ở đây không phải là mình mua là mình chạy hết ga nha. Nhưng mạnh ở đây là nhiều khi mình dừng lại chị mình chạy ba đồ lên á, dạ, mình đi cái nó xe nó anh? rất là bốc, rất là nhẹ nhàng, dạ, rất là mạnh ở chỗ điểm đó đó. Còn dòng Grande là bao nhiêu anh? Grande thì bên cửa hàng em là 46.900.000. Dạ. Còn nếu mà mình mua bản Limited ở bên đây là 47.900.000. Dạ, màu cam nhám á. Màu này thì mấy bạn nữ mua xe này về đi uống trà sữa thì thôi rồi luôn. Trà màu này không đụng hàng luôn. Dạ. Họ Limited. Dạ. Giới hạn nha. Màu này các bạn nữ mua cho bên cửa hàng em á thì thủ tục thì cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Dạ. Còn mấy cái dòng xe này Vario 150 hay là Grande gì đó thì trả trước cho bên cửa hàng em từ 3 đến 5 triệu á chị. Dạ. Đấy là mình lấy xe ngay thôi. Dạ. Rồi bên cửa hàng em số tiền còn lại thì sẽ chia ra hàng tháng cho mình góp. Rồi nếu mà mình đưa trước nhiều thì tiền tháng mình là dạ, thấp. Dạ đúng rồi, mình đưa trước nhiều thì số tiền hàng tháng của mình góp ít. Dạ. Lại nó thấp lại. Dạ. Rồi. Riêng dòng Vario thì bên em có đủ màu hết nha. Màu 125 hay 150 thì bên em cũng có đủ màu hết. Dạ. Màu xanh lục bảo này rất chi là đẹp luôn. Đấy. Mà này các bạn nam nào mà muốn mua Vario 150 thì đầu tiên thủ tục cần chắc chắn là phải có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Dạ. Cái dòng này thì các bạn nam nào mà muốn sở hữu thì chỉ cần gửi trước ở bên cửa hàng 3 triệu làm hỗ trợ mình lấy xe ngay thôi. Dạ. Đấy. Nếu mà các bạn nào mà tức là 20 tuổi trở lên mà không muốn làm phiền tới gia đình thì bên em sẽ không có thẩm định người thân. Dạ. Đấy. Không gọi điện người thân luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, còn bên đây mình cũng là xong qua đây không dạ, anh? Dạ đúng rồi, màu trắng. Mình cũng xong qua đây, 2 triệu luôn. Dạ đúng rồi, màu trắng dạ. Này rất chi là đẹp. Còn bên đây là màu vàng, màu trắng có đen thuộc luôn. Màu vàng. Bên kế bên em có cái màu màu trắng mà em độ nữa kìa, rất chi là đẹp. Thì cái mâm màu cam. Độ phụ kiện rất là đơn giản thôi. Phụ kiện này không có nhiều tiền đối với các bạn tầm trung, đối với các bạn tầm trung là ok rồi. Dạ. Không có độ lè lẹt như mấy cái nhiều cái xe em thấy chạy ngoài đường độ dữ quá. Còn này bên em độ ít thôi à, độ ít thì nhìn thấy nó đơn giản mà nó đẹp. Dạ. Đấy. Rồi. Qua mình bên kia cũng là màu green luôn. Các bạn nào mà muốn mua màu trắng cam thì bên em sẽ độ nhựa cam cho mình nha. Nhựa cam là nhựa Thái nha. Dạ. Đi rất chi là đẹp. Đấy. Rồi qua bên đây là dòng SHMO. Dạ. SHMO mà anh báo giá là bảng thường là bảng CBS là bao nhiêu anh? CBS thì bên cửa hàng em là 58.900.000 là bảng CBS nha. Dạ 58.900.000. Còn bảng ABS, mà có ABS là bên cửa hàng em 70.900.000. Dạ. Còn bảng như bảng cá tính anh? Bảng cá tính thì bảng cá tính thì nó so với cái phiên bản này là mắc hơn 1 triệu là 71.900.000 chị. Dạ. Bảng cá tính là chỉ có bên cửa hàng em có hai màu, màu bạc đen với màu đỏ đen. Đấy. Còn cái phiên bản này, phiên bản cao cấp mà ABS thì 70.900.000. Đấy, dạ. Con này là 71.900.000. Đối với những bảng này mình mua mình đưa trước có bao nhiêu anh? Từ 5 triệu trở lên á chị, thấp nhất á là các dạ. Bạn nữ hay là cô các cô nào mà mua dòng xe này thì gửi trước cho mình cửa hàng 5 triệu là thấp nhất. Dạ. Thủ tục thì không thể nào thiếu chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi, còn qua bên đây là dòng AB thì anh Tấn cũng đã báo giá rồi. AB này thì bên em đang đủ màu luôn á. Dạ. Màu đỏ, màu đen, màu xám, màu bạc. Tất cái này các là bạc bóng luôn. Chứ không phải là bạc như bạc SH. Dạ, mình có bảng mà bảng giới hạn không anh? Dạ. Mình có bảng AB mà bảng giới hạn không anh? Em chỉ có phiên bản đặc biệt thôi chị, phiên bản đặc biệt là nằm dạ. Ở ngoài. Dạ, phiên bản đặc dạ. Biệt như thế này là bao nhiêu anh? Dạ, 53.500.000 chị.
Dạ 535. AB150 này là chỉ có một phiên bản đặc biệt, là chỉ có một màu duy nhất là màu này thôi nha. Dạ. Không có màu nào khác nữa hết. Cái bản mà màu giới hạn á anh, màu xám xi măng mà tem logo màu cam á. À, logo màu cam, cái màu đó là bên cửa hàng em đang đặt mà chưa có. Dạ. Dạ. Rồi còn qua đây là NVX 155. NVX này là 155. Màu đen nhám và có màu xám xi măng giống như Accenter luôn. Cái mẫu này thì nói chung là các chú lại các anh hơi trung niên với lại là có gia đình rồi cũng rất chuộng cái màu này, mấy cái mẫu này. Dạ. Thứ nhất là nhìn nó ra cái dáng rất chi là sang, mà cái này cốp nó cũng rộng. Cái này là xài bằng xì mắc cây, động cơ thì 155, nó có VVA luôn. Dạ. Này là bao nhiêu anh? Dạ bên cửa hàng em là cái xe này là 56 triệu. 56 triệu. Dạ. Rồi, 56 triệu dòng NVX 155 nha. Cái này là AB150 với lại là NVX 155 này thì giá nó cũng gần ngang nhau, nhưng mà về cái độ mà tiện nghi của nó thì em thấy cái này thì nó vượt trội hơn. Dạ. Tại vì cái này nó có cả định vị luôn. Dạ, có định vị luôn. Định vị này là định vị của nhà máy nha. Đây cái logo định vị của nhà máy luôn, chứ không phải là bên cửa hàng em gắn thêm hay là gì cả nha. Dạ. Đó là của Yamaha họ làm ra luôn, nên rất chi là tiện nghi luôn. Dạ. À, nó cũng có cổng sạc điện thoại, rồi rất chi là ok. Cái mẫu này rất chi là đẹp, mấy cái mẫu này. Rồi. Còn qua bên đây là dòng Winner X đây anh. Dạ. Dòng Winner X mà bản thường là bao nhiêu anh? À, cô chú anh chị và các bạn mà mua Winner X mà phiên bản CBS bên cửa hàng em là 37.900. Dạ. Dạ. Còn bản mà ABS như thế này là bao nhiêu anh? 39.900. Còn đua mình có chênh lệch không anh? Có chênh lệch chứ chị. Cái này là 40.900 nè. Dạ 40.900. Chỉ có cái bản đường đua này là đắt tiền thôi. Dạ. Còn mấy cái bản khác là 37.9 và 39.9. Dạ. Dạ. Còn đối với mấy bản này mình Winner như thế này mình mua mình có cần trả trước không anh? Cái riêng cái dòng Winner thì vô tư rồi. Cô chú anh chị và các bạn mua xe dòng xe Winner phiên bản nào thì cũng không cần phải trả trước bên cửa hàng em đâu. Dạ. Cái thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là mình sở hữu được một cái chiếc xe mình yêu thích rồi. Dạ. Đấy. Rồi, còn bên đây là cũng màu rin hết luôn không anh? Cái này là màu rin hết hả chị? Dạ. Đấy, cái này là CBS, cái này cũng CBS, cái này là ABS. Đấy. Đó. Đấy, màu... Còn bên đây cũng có sơn 3D luôn, hai con. Dạ, đúng rồi, cái này là màu độ sơn. Bên đây có sơn tem màu Repsol luôn. Dạ. Dạ đó, sơn 3D thì 2 triệu nha. Riêng cái dòng Winner này thì bên cửa hàng em hồi chủ nhật thì từng rồi là bán cũng rất chi là nhiều. Dạ. Thứ nhất là cái giá này đang cũng nhà máy đang cho cái giá cũng rất là tốt cho đại lý để đại lý đưa tới khách hàng. Dạ. Với lại là riêng cái dòng này thì nó tầm trung 40 mấy triệu, mà cô chú các bạn nào mà mua cũng không cần phải trả trước là quá ok. Dạ. Đấy, mà cái dòng Winner thì được ngân hàng họ dễ duyệt hồ sơ hơn mấy dòng xe khác. Dạ. Nên bán được rất được là nhiều cái dòng xe Winner này. Rồi. Còn qua bên đây là phiên chờ này màu mới anh Tấn. Đúng rồi, màu đó màu mới đó chị, màu phiên bản. Dạ. Đặc biệt á, giống như màu xe AB. Cấp... giống như màu Vision nha anh. Vision bản cá tính phiên bản đặc biệt á. Dạ. Màu này là bao nhiêu anh? Màu này là bên cửa hàng em 35.500, mà màu này là màu mắc nhất nha. Dạ 35.500. Bên em là chỉ có 3 màu mắc nhất là màu xanh này. Dạ. Màu trắng với màu bạc. Dạ. Đấy là 3 màu mắc nhất là 35.500. Còn màu đen nhám như thế này màu là bao nhiêu anh? Màu đen nhám là 34 triệu. 34 triệu. Đồng tất cả màu các màu còn lại là bằng giá 34 triệu bánh mâm hết nha. Dạ. Dạ. Còn nếu mà bánh cam thắng đĩa là bao nhiêu anh? Bánh cam thắng đĩa là rẻ hơn 2 triệu chị. Dạ. Đấy. Đối với dòng Future này mình mua có cần trả trước không anh? Dòng Future này thì mình không cần trả trước cũng được. Mình mang theo chứng minh nhân dân là bên cửa hàng em hỗ trợ cho mình được rồi. Dạ. Đấy. Future này em thấy có sơn màu xanh lục bảo luôn. Hai cái màu này là hai cửa hàng bên cửa hàng em độ sơn lên đó chị. Dạ. Màu xanh. Đó, sơn màu xanh lục bảo luôn. Màu xanh này là xanh xi măng, xanh. Dạ. Xanh lục bảo. Rồi, màu đỏ. Còn qua bên đây dòng Janus hồi nãy anh Tấn cũng đã báo giá rồi. Phiêu chờ màu trắng nè, rất chi là đẹp luôn. Phiêu chờ màu trắng này là màu. Dạ. Sơn 3D hả anh? Dạ đúng rồi chị. Sơn 3D luôn. Màu trắng này rất chi là đẹp. Sơn 3D như thế này mình cũng thêm 2 triệu ha. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Rồi, còn dòng Sony thì nãy cũng báo giá hết rồi nha. Đó. Xe thì mình cũng đã quay hết rồi. Giờ mình sẽ quay tổng quan hết cửa hàng xe máy Hồng Phát cho các bạn xem nha. Rồi, hiện tại chưa giờ cũng gần chiều mà cửa hàng cũng rất là khách, nhiều khách luôn. Rồi thì trước khi mình kết thúc video thì anh nói lại địa chỉ cửa hàng của mình và số điện thoại mà để các bạn mua xe liên hệ về đó anh.
Số điện thoại thì như em có để dưới màn hình rồi. Cô chú anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu mua xe hay tham khảo về giá xe hay là thủ tục trả góp như thế nào á, dạ, mình cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng để cửa hàng hỗ trợ cho mình tham khảo được cái giá xe, thủ tục như thế nào, với lại là số tiền góp hàng tháng ra sao, để cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mà mình có cái dự định mua xe thì mình mua xe sớm để mình được làm biển số với lại giấy tờ trong Tết. Đấy, còn cửa hàng xe em thì nằm ở đối diện bến xe Phú Chánh ở khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đấy. Mua xe thì tại cửa hàng mình thì chỉ cần giấy chứng minh là mua góp được rồi. Dạ đúng rồi, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mới có gắn chip. Dạ. Đấy, còn các em nào mà sinh năm 2003 thì bên cửa hàng em hỗ trợ mua xe trả góp ok rồi nha chị. Dạ. Đấy, với lại là các cô chú anh chị nào mà mình muốn mua xe trả góp nhưng mà vì lý do nào đó mình không muốn cho gia đình mình biết hoặc là không muốn thẩm định người thân á, thì bên cửa hàng em sẽ bao cái trường hợp đó, bao 100% là không gọi điện về cho người nhà của mình. Nên mình cứ tự tin lên. Rồi anh còn chia sẻ gì nữa để hai anh em kết thúc video không? Thì nói chung đó là bên em cũng khi mà anh chị mà liên hệ tới cửa hàng thì cửa hàng cố gắng hỗ trợ hồ sơ hết lòng cho mình để mình được một cái xe mình mong muốn. Dạ. Dạ. Rồi anh còn chia sẻ gì nữa không? Dạ không. Dạ. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Chào mọi người.